Tại lượt trận thứ 3 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam của chúng ta đã phải nhận thất bại trước câu lạc bộ Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tuy nhiên thì các cô gái trẻ của chúng ta cũng đã thể hiện được sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của mình. Trong đó thì phụ công Bích Tuyền đã nổi lên như là một trong những gương mặt tiềm năng của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin sức sống thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị khán giả có thể truy cập vào website thethao.vtv.vn để theo dõi lại các bản tin cũng như liên tục cập nhật những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Đội tuyển trẻ Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên bùng nổ trong trận đấu gặp câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc. Và tâm điểm trong những đợt tấn công của đội chủ nhà không ai khác ngoài Nguyễn Thị Bích Tuyền, phụ công chưa ổn định nhất bên phía tuyển trẻ Việt Nam trong những trận đấu đã qua. Bích Tuyền truyền cảm hứng tới khán giả bằng những cú đập uy lực với hiệu suất cao. Dù đội tuyển trẻ Việt Nam phải nhận thất bại sau 4 set đấu, nhưng Bích Tuyền trở thành cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất với con số 17. Trận đấu này thì đối với tụi em là rất là vui và háo hức. Thì set 1 thì tinh thần cả đội rất là tốt. Cũng là nhờ tinh thần cả đội thì các bạn bước 1 lên thì cho em tấn công hàng trên được. Được thi đấu lần đầu tiên tại giải VTV Cup 2017, từ đó tới nay, cô gái sinh năm 2000 đã liên tục có được những bước tiến về chuyên môn trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m86 cùng sức bật xấp xỉ 3m13, Bích Tuyền mang tới sự hiệu quả ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự bám chắn. Bên cạnh đó, những pha tấn công uy lực từ sau vạch 3m cũng là điểm mạnh của vận động viên 18 tuổi này. Thì cũng nhờ các thầy cô chỉnh những kỹ thuật cho em và dạy em những cách đánh, những cái lối đánh chiến thuật hơn. Vận động viên nào cũng mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia một lần và em cũng mong muốn được đấy. Dù còn hạn chế về khả năng bắt bước một, nhưng với tố chất cùng nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân trong thời gian qua, Bích Tuyền được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển trẻ Việt Nam.